Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Và mình là Kem Bảy Tư đây. Thì hôm nay Kem sẽ không làm clip game về FIFA hay vlog về đời sống cho mọi người xem được. Thì Kem vào bảng tin hoặc là tường trang cá nhân của Kem thì mọi người cũng biết hôm nay với Kem cũng làm clip về vấn đề gì. Thì hôm nay cũng là rạng sáng ngày 19 tháng, hiện tại thì 12 giờ 20 phút ngày 19 tháng 10 rồi. Thì Kiên nói cho ngày 18 đi, để cho ngày 18. Hôm nay Kiên sẽ cho mọi người thấy về lũ lụt của miền Trung và những ngày qua nó rầm rộ trên Facebook như thế nào và đã thiệt hại như thế nào. Kiên hiện tại thì 2 ngày rồi chưa ngủ đó. Và hiện tại thì rạng sáng rồi, ngày 19 là Kiên vẫn chưa ngủ. Mọi người nhìn, mọi người nhìn mặt Kiên là biết đây. Thì sau rạng sáng ngày 18 tháng 10 năm 2020, và đây là cái ngày lụt là ngày 17 tháng 10 năm 2020, là một trận lụt lịch sử. Từ trước đến nay dân miền Trung chưa có lúc nào xảy ra một trận lụt đáng gờm như thế này, ghê gớm như thế này. Kiên thật sự ngày hôm qua là một ngày, hôm qua hôm tê ngày 17, tối ngày 17 với ngày 18 là một ngày Kiên không thể ngủ được. Với người con Quảng Trị như mình, nghe thật, cho mọi người xem những hình ảnh này, không bao giờ thấy một ngôi nhà nào nữa. Đấy, kia sẽ phóng cho mọi người xem. Đây là thành phố nhá, chứ không phải là về những ở quê đâu mọi người. Đó là những hình ảnh này, mọi người nhìn có thấy có ghê không? Đấy, như cái hình ảnh này mọi người nhìn không thấy nhà nữa luôn, mênh mông bát ngát, bát ngát toàn là nước. Thì đó, ở đây này, nó những ngày qua này. Đấy, mọi người thấy cái tường Facebook của kia không? Toàn chia sẻ về nó. Riêng cái nhà này thì mọi người nhìn cái nhà là mọi người biết cao như thế nào mà nó ngập hơn nữa nha. Thực sự rất là xót, thực sự là rất là sợ mất đi một ai đó, mất đi một người thân hay là mất đi những ai đó, mình rất là sợ. Đây. Đây là đội cứu hộ này. Đó, Kiên có đăng dòng status vào sáng 18. Lần này là 1-2 giờ sáng rồi mà cái ghi ngày 17, vì là lụt là ngày 17 mọi người ạ. Đêm nay là một đêm rất 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 dài của bà con Quảng Trị. Của bà con Quảng Trị. Trận lụt lịch sử. Đó. Ở kia này, cầu mong nước đừng lên nữa. Chưa đủ khổ hả ông trời. Đấy, mọi người nhìn này. Đó, kia sẽ đọc cái này cho mọi người xem. Cảnh cứu hộ về hướng Đông Giang. Là Đông Giang là nơi kia ở mọi người ạ. Kia ở Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị. Đó, và bên này này. Em cần cano, đò gì cũng được. Đò là thuyền đấy mọi người. Em có 2 đứa trẻ, một mẹ bị ốm và nhà cạnh bên có 2 đứa trẻ, giúp em ra khỏi đây với. Lời kêu cứu giữa đêm khuya, hàng ngàn tấm ảnh như thế này ở trên Facebook của Kiên. Tại sao Kiên lại không tiếc gì mà Kiên chia sẻ về? Mình không giúp được gì thì mình phải chia sẻ về. Có nhiều bạn người bảo là Kiên spam chia sẻ ở Facebook như thế này. Mọi người có thể hủy cái follow đó đi ở Kiên, ở Facebook Kiên. Kiên thật, Kiên không cần những follow mà. Đấy, mọi người bảo Kiên giả tạo á. Chắc mọi người chưa đặt vào vị trí của người miền Trung hay là vị trí của Kiên. Những con người xa quê mà nóng lòng một cuộc gọi với gia đình thôi. Mất sóng này, không gọi được này, nhắn tin không trả lời này. Thì mọi người biết trong người mình nôn nao hay trong người mình buồn hay trong người mình sợ lo lắng như thế nào không? Đó. Đây, không liên lạc được với đội cứu hộ. Nhà em đang vịn cửa sổ, nhà có 4 người là vịn cửa sổ, là mọi người biết là nước cao tới nóc nhà rồi mà phải vịn cửa sổ, nước cứ lên tới cổ mà cứ bấp bênh như thế này. Cái cảnh này mình rất là xót. Ngày xưa mình cũng đã từng ở quê mà từng có nước lụt mà lên tới nơi cổ này mình đã thấy cao rồi, đó là ngoài đường thôi nha. Nhưng bây giờ ngoài đường là phải người kia cao 1m7 đúng không, phải thêm một nửa người kia nó phải tầm 2m rưỡi, cũng phải lút đầu luôn, rất là sợ. Đây này, những dòng Kiên chia sẻ rất là nhiều đó, đang cần gấp đó, Kiên phải chia sẻ về đó. Đây, mọi người thấy đây là này, cái phía phía xa xa bên trái này, Kiên từ Kiên sẽ kéo zoom lại cho mọi người xem rồi đó. Ngoài cái đình kia ấy, nó cái này đó, cái đỏ đỏ đó là cái đó cao tầm 5 tới 7 mét mà mọi người biết nó lút lên thế, tầm còn hơn 1 mét rưỡi thôi là mọi người biết nước sâu như thế nào rồi.
Chứ làm clip này ở đây không phải là kiểu như câu view hay gì đâu mọi người, không không hề câu view thật mọi người. Kênh ra tâm sự về con người miền Trung vào đây, và cái sự thá tút kênh đăng là đêm nay là kênh sẽ cho mọi người comment đấy. Nước đang xả lũ này, là bạn kênh comment này, và đây là đứa em mình comment vào khi nhắn tin với chị ruột của mình đấy. Để cái đọc ở ngoài cái phần công nhà anh kia nước vô cao rồi, nước vào cao rồi nè. Mình đọc xong cái comment này mình không dám trả lời, mình khóc suốt một tiếng đồng hồ. Nhà có bị gì không chị? Đó, vào nhà nước gần 1 mét rồi, là mọi người biết mình sẽ ở trong nước đó nguyên một đêm. Là cái đoạn này là đoạn 1 giờ sáng, mà nước từ 1 giờ sáng tới 3 giờ sáng rất là cao, rất là cao. Mình rất sợ vì nhà mình không có lối thoát, nhà mình không có lối thoát. Không phải mình ích kỷ, mình lo cho bạn bản thân và gia đình mình đâu, nhưng người thân của mình đang trong hoàn cảnh đó. Thật với mọi người, mình không ngủ được, khóc suốt một đêm. Nhiều người kênh đã từng khóc trước clip mà Covid không về quê được. Nhiều người comment vào là giả tạo này kia, nước mắt giả tạo. Kênh rất là buồn, kênh không hiểu sao mọi người comment được cái đó luôn. Và rất là sợ, sợ mình phải mất mát đi những cái gì. Hiện tại thì nhà Kiên ấy chỉ sống về cái nghề hoa, và năm nay nước như thế rồi thì chắc hoa này thì nhà Kiên đã chuẩn bị từ ra Tết tới giờ cũng được 9 đến 10 tháng rồi. Nhưng mà vì 1 đến 2 ngày trận lụt kéo 10 ngày, nhưng 1 2 ngày nước cao này đánh bay đi người, đánh bay đi cái 1 năm cố gắng của nhà mình. Đó, ở đây là nhà của Kiên. Thiệt, nhìn vào cái này thì không thể kìm được nước mắt. Mình thật sự rất nhớ nhà. Mình 2 hôm không ngủ rồi mọi người, nhìn cặp mắt của mình này. Thật khóc hết nước mắt luôn. Không hề phải có gì giả tạo hết mọi người. Có gì thì mình nói ở trên đây hết. Đấy, đó, đây là nhà của mình. Mọi người nước, mọi người nhìn thấy cái váng nước ở trên không? Đây đây đây. Đó, đây là nhà mình. Thật sự mình nhìn lại cái cảnh này mình không không dám làm gì, không dám, không mình không làm được gì, mình cảm thấy rất là nhục. Mình tối hôm qua đó cái nước lên mọi người. Tối hôm qua ấy ba mẹ mình ở trong này. Mình rất là sợ. Tối hôm ngày 17 rạng sáng ngày 18 ấy, mình rất là sợ vì cái đoạn nó nước lên rất là cao, không biết khi nào mới dừng lại. Mình điện cho nhà thì cứ 1 2 phút nó mới sóng nó tắt, 1 2 phút nó mới sóng nó tắt. Bảo là kêu cứu cứu gọi cứu cano, nhưng những người khác, những người xa cần giúp cano hơn cả nhà mình nữa. Đó, không phải là ba mẹ mình ở trong nhà là lo sợ mất của cải đâu. Ba mẹ mình giống kiểu người ta cần giúp đỡ hơn ấy, như vậy. Đó, mọi người đây là nhà mình. Đây là nước đang có rút đi được 50 phân, 60 phân rồi mọi người. Đó. Đó, đây là ba mẹ mình. Là tối ngày hôm nay. Sự mọi người nhìn vào cái cảnh này mình cũng rất là vui. Vui vì hiện tại thì ba mẹ mình đang đau ốm rồi. Lúc lúc trưa mình gọi, lúc chiều mình gọi được cho ba mẹ thì nghe cái giọng ba mẹ thì mình khóc, mình đã khóc. Khóc rất là nhiều. Và nhìn vào cái cảnh này mình vừa vui mà vừa buồn. Buồn là chưa lần nào nhà mình phải ăn như thế này hết. Hồi nhỏ có mất điện thì sẽ ăn như thế này, nhưng không phải là ăn trong cái nước lụt mọi người à. Ăn trong mất điện thôi. Đấy, nhìn vào cái cảnh này thiệt. Có kiểu không có gì nói lên lời. Đấy, đây. Đây là hoa của nhà mình. Đó, mất hết hoa luôn rồi, hoa không còn một cái gì hết. Đây. Đây là tấm đầu tiên, sau bắt đầu là mình sẽ dọn ra như thế này rồi mọi người à. Đó, mình sống bằng cái nghề này mà bây giờ nó mất đi rồi thì 1 năm qua coi như là bay hết mọi người. Đó, đây đây mọi người nhìn chậu hoa, mọi người nhìn có thương không? Và Kiên cũng cảm ơn những cái đội mà đội quân cano này, đội chiến sĩ ưu binh, đội chiến binh, những anh hùng mà tối qua đã đi giúp
tất cả những người dân thoát nạn, thoát những nơi ngập vùng sâu vùng xa để có thể sống được, sống thêm được một cuộc sống rất là bình yên sau này nếu không còn lụt nữa. Và rất là cảm ơn, nói chung là nguyên một đêm qua những đội quân đi cứu người không ngủ để đi giúp người dân. Và Facebook hôm qua rất là rầm rộ những cái hình ảnh như thế này đấy, như thế này đó, cứu trợ như thế này. Mình rất là riêng mình thôi, để riêng kia thôi, kia chưa làm được gì nhưng kia cảm thấy lo lắng, một kia không ngủ được rồi. Huống hồ là cái người vào vị trí để đi cứu, mà mọi người biết không, muốn chạy thật nhanh để cứu cái mạng sống đó. Mình rất là sợ, mình rất là sợ sợ người thân mình, không phải ích kỷ đâu mọi người, thật mình không lo cho gia đình, mình không lo cho bạn người thân của mình thì còn lo cho ai nữa đúng không, và lo cho những người miền Trung mình đó. Kia cũng cảm ơn chị Thủy Tiên ấy, cũng có ra Quảng Trị, nhưng giống ví dụ vì cái Quảng Trị thời điểm đó là chưa chưa cao lắm nha mọi người, chưa cao lắm, chưa cao tới cái đoạn mà chỉ có vùng sâu vùng xa mới cao thôi, là chị Thủy Tiên vào cái vùng sâu vùng xa để ủng hộ, và ủng hộ ở Huế. Mình cũng mong rằng nói chung là không phải chỉ riêng nhà Kiên bị như vậy đâu, cả đất, cả Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Và theo Kiên không phải đánh giá hay gì hết, theo Kiên thì Kiên nghĩ hiện tại thì Quảng Trị đang bị nặng nhất ở trên báo, để rồi Quảng Bình bị rất là nặng luôn. Quảng Bình thì ngay cái chỗ Lệ Thủy ấy mọi người, ngay cái nơi mà Lệ Thủy này đó thì rất là cao, rất là nặng luôn. Ông Hà cũng vậy. Và cũng cảm ơn mọi người là vào buổi trưa ngày 18 hôm nay thì mọi người đã quyên góp ở Quảng Trị ấy, thì quyên góp để đi cho những người phát cơm, phát gì cho những người không nấu ăn được. Cái sợ những người mà ở trên nóc nhà ấy mọi người, nước cứ lên lên vấp vến mà ở trên kia cầu cứu. Dầm mưa cả đêm luôn mà cái nước lụt đó không bao giờ tốt được. Nước lụt đó rất là độc. Ngay người ta đồn là những người mà có con có đồ gì xin đấy, có mới xin đấy đấy thì đi vào nước lụt đó là mất, không có sữa nữa luôn, rất là sợ đó. Nói chung là mình cũng chưa giúp được gì cho miền Trung và cũng chưa giúp được gì cho gia đình mình, cũng rất là đấy. Hiện tại thì gia đình mình cũng thiệt hại rất là nhiều. Mình cũng mong là biết biết đấy là mất cái gì có thể làm lại được, nhưng một năm qua rồi, gần một năm trôi qua mà mình thấy giờ mất mát hết, cảm thấy rất là buồn đó. Và Kiên cũng mong rằng không còn gì phải ấy nữa, không còn gì phải ngại nữa mọi người, hay là ai có thể giúp đỡ cho người miền Trung đó, hay giúp đỡ chính bản thân Kiên đi, giúp đỡ chính bản thân gia đình hay những người thân hay những người ở Quảng Trị thì có thể Kiên sẽ để số tài khoản dưới ở YouTube cho mọi người, và Kiên sẽ gửi từ những số tiền được nhận cho mọi người, từ mọi người sẽ gửi về Quảng Trị, gửi về những người mà đi hay đi quên đi ủng hộ nó cho người miền Trung. Và Kiên không cần mọi người nhiều, Kiên không cần mọi người ở đây, Kiên chỉ cần mọi người ở đây là tấm lòng, mỗi người chỉ cần 20.000, 20.000 hay là 10.000 hay bao nhiêu cũng được, là cũng sẽ có được một bữa ăn cho những người đang khó khăn, đang mất mát đi mùa màng của mình. Đó, Kiên chỉ nói vậy thôi. Mong rằng ở clip này Kiên nói thật với mọi người, Kiên không hề câu view ở đây và Kiên cũng không hề làm gì mà giống kiểu cầu xin hay gì, mà Kiên đã cầu mong cho tất cả những người miền Trung đó. Sau này vì tới đây, tới ngày 19 này, ngày 20 này, sẽ có một 21 này, sẽ có một ngày xả lũ rất là mạnh nữa. Nước sẽ lên lại. Vì mình sẽ khó khăn sẽ ập tới thêm 1 đến 2 lần nữa. Đó. Kinh cũng sợ điều đó lắm. Sợ điều đó với bản thân nhà, bản thân và gia đình và người miền Trung như chúng mình. Đó. Vì hiện tại Kinh đang ở Sài Gòn chứ không phải ở... Đấy. Nếu mọi người có thể giúp đỡ thì mọi người nhớ nhìn xuống phần comment giúp Kiên đó. Và clip của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi, và cảm ơn mọi người đã xem hết clip của Kiên. Và clip này sẽ lên vào 12 giờ trưa
Thì kênh Hai View Kênh 74 thì kênh sẽ cố gắng làm clip này xong nhanh nhất có thể để mọi người cùng kênh giúp đỡ người miền Trung. Ok, bye bye mọi người.